Hi, chào các bạn. Mình tên là Tuân và các bạn đang xem video của mình trên kênh YouTube Kỹ xảo điện ảnh HD Frank. Hôm nay đến với các bạn thì mình sẽ giới thiệu các bạn về ánh sáng V-Ray. Thì V-Ray là gì? V-Ray là một plugin, tức là chỉnh cắm hỗ trợ cho Bodymark về ánh sáng và vật liệu. Mặc định khi cài đem Bodymark thì nó sẽ không có V-Ray. Muốn sử dụng được V-Ray thì các bạn phải tải riêng về như là một file cài đặt riêng hay là một phần mềm riêng. Tức là cái V-Ray nó là một phần mềm hỗ trợ Bodymark chứ không phải là nó đúng không? Nó là phần mềm hỗ trợ Bodymark đó. Thì ở đây thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về các ánh sáng và ý nghĩa của từng mục trong ánh sáng. Đợi tí thì ở đây mình sẽ bật mắt của Bodymark của mình lên đây. Đó, mặc định mà khi mình vì thời hạn video có giới hạn cho nên là mình sẽ dựng trước một cái như này. Để các bạn tự dựng như này nhé, dựng một cái đơn giản như thế này để mình làm sẵn chỉ việc tiếp theo mình sẽ ấy các bước đặt V-Ray trong này cho các bạn xem, đúng không? Thì ở đây thì V-Ray có bao nhiêu loại thì thường thường trong một công trình thì mình render trong máy hay là trong 3D Max này, chính xác là trong 3D Max này thì nó có hai loại ánh sáng chủ yếu, đó là ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. Thì ánh sáng tự nhiên bao gồm ánh sáng mặt trời và ánh sáng môi trường, tức là ánh sáng mặt trời hắt vào cây cây cối rồi các vật thể lại hắt vào công trình của chúng ta, đúng không? Tức là nó sẽ bị nhiễm hay là bị nói chung là nó bị nhiễm nhiễm sắc ấy, như kiểu như là bị phát tán phân tán gì đó đại loại thế. Thì tiếp theo đó là ánh sáng nhân tạo, thì nó ánh sáng nhân tạo thì mang tính chất màu sắc tự do nhưng mà cường độ thì vừa phải. Có suy giảm, đúng không? Cũng có thể là không suy giảm hoặc là có suy giảm. Thì tiếp theo đó là ánh sáng V-Ray, đây. Ánh sáng V-Ray thì có tất cả là 4 loại ánh sáng V-Ray, nhưng mình chỉ quan tâm đến 3 loại tại vì mình hay dùng 3 loại đấy nhất, đúng không? Đường dẫn là các bạn vào tích vào đây. Tích vào Career, chọn Line, chọn V-Ray, mặc định trong Bodymark vẫn là Standard có 3 loại. Đúng không? Mặc định ở trong Bodymark nó là standard đây. Xem này. Thế mà đây là V-Ray trong Bodymark, được là mình bật cái lên cho nó rõ hơn nhá. Rồi. Được không? Các bạn đầu tiên các bạn tích vào đây cho mình. Các bạn tích và chọn vào đây. Được không? Xong vào chọn trong mục này các bạn chọn mục V-Ray. Xong nó hiện ra một cái bảng, đây là mình chọn. Đó, mình chọn chữ V-Ray. Nhưng mà các bạn phải cài đặt V-Ray rồi nhá. Cài đặt hay là cài đặt và crack V-Ray rồi, nếu mà cài đặt mà không crack được thì nó cũng không sử dụng được đâu. Ví dụ đây, nó có 4 cái V-Ray chính ở đây. Thì mình chỉ quan tâm đến 3 loại, đó là đầu tiên đó là V-Ray 9. Thứ hai đó là V-Ray AES. V-Ray AES. Và đó là thứ ba là V-Ray Sun. V-Ray 9 có thể giả lập được tất cả các loại ánh sáng trong thực tế, ánh sáng mặt trời, ánh sáng môi trường, ánh sáng nhân tạo. V-Ray 9 được sử dụng rất nhiều cho các nguồn sáng V-Ray. Nói chung là hầu như là dùng V-Ray 9 hết. Và có một chút V-Ray Sun và V-Ray ES. Nó kiểu như là nó V-Ray Sun thì mình hay dùng lắm. Tại vì cái V-Ray Sun này dùng chỉ một hai cái thôi. V-Ray Sun là dùng để mô phỏng ánh sáng mặt trời chùm sáng song song nhất định đối với cận cảnh có hiện tượng tụ quang, tức là sao nó là dùng cho ánh mặt trời, nó chỉ dùng cho ánh sáng mặt trời khi các bạn gen mà nó có cái cửa sổ ấy, mà nó hiện mà nó quấy là nhớ là gen ban ngày nhưng mà ban đêm thì tất nhiên sẽ không có ánh sáng mặt trời rồi. Thì khi đặt cái ánh sáng này vào, đúng không, khi ta có ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ thì mình sẽ sử dụng V-Ray này cái đặt từ bên ngoài để chiếu vào, nó giả lập ánh sáng như là ánh sáng mặt trời hắt vào, đúng không? Tiếp theo đó V-Ray AES. Đó, V-Ray AES là ánh sáng chùm dùng để giả lập các ánh sáng phát ra từ các đèn downlight, tức là sao những cái bóng đèn, ví dụ như những cái bóng đèn. Đây mình sẽ ví dụ luôn bằng hình ảnh các bạn dễ hình dung. Mà đợi tí nha, không biết để quái quỷ đâu ở đây. Rồi, để đây ví dụ như mình sẽ cho bạn xem một phần. Đó,
Thì ánh sáng V-Ray thì nó sử dụng để tạo ra những cái ánh sáng như này, nó chiếu lên vệt tường này. Đây, những khi các bạn đặt sát vào cái bức tường và nhìn đến những khách sạn hay nhà hàng đúng không, thì có những cái đèn nhỏ nhỏ nó làm phẳng trên cái mặt trần, nó chiếu những xuống nó những cái đèn này thì lại thường là rất nhiều, nó chỉ chiếu một khoảng không gian nhất định và rất bé thôi, cho nên là cái mật độ nó rất dày, đây nó tạo ra những cái ánh sáng kiểu như này nhìn là rất đẹp đúng không, nhưng mình phải biết dùng hợp lý không thì không được đâu. Thì cái này V-Ray ES và IES này nó chỉ phụ thuộc, các bạn phải tải về, nó cũng không có trong gói V-Ray đâu, tức là các bạn cài 3D Max, cài V-Ray nhưng nó cũng không có cái này. Cái này nó các bạn lại phải tải thêm một lần nữa về để thì nó có những cái này, nó có những cái file, tại vì mình đây đã, đây lại là đèn từ 1 đến 10 và đây là đèn từ 1 cho từ 11 cho đến 20 đây. Đây là hình dạng khi nó chiếu xuống như như này. Và đây nó chính là VDS của 20 cái đúng không? 20 cái thì sau mình sẽ up lên media, các bạn lên đi tải nhé. Nó nhẹ thôi, nó khoảng độ xem nào. Ôi, nhẹ quá. Nhẹ kinh điển như đời rồi. Vậy thôi, cách sử dụng của nó thì tèo mình sẽ nói sau. Ở đây mình tiếp. Bây giờ mình đi đi sâu vào nhé. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào V-Ray 9 đi. Đầu tiên là V-Ray 9. Rồi ok, bật mắt lên nào. Bật mắt lên nào, rồi ok. Thì đầu tiên chọn V-Ray nhé. Chọn V-Ray. Ở đây các bạn tích và chọn V-Ray 9 cho mình. Tích và chọn V-Ray 9. V-Ray 9 nó hiện ra một bảng. Hiện ra một cái bảng như này. Đó. Hiện ra một cái bảng parameter này. Chính là bảng mà khi mình tích vào VLI thì nó có cái bảng này. Ở đầu tiên đó là cơ công có cái nút Garino, thì có cái nút on ở đây và cái tích, có cái tích chuột ở đây đúng không? Thì ở đây chính là công tắc để bật sáng cái V-Ray mà mình đã chọn ra màn hình view. Tức là ở đây khi bạn ở đây nó tấm lên này. Nên có nói chung là ở đây là công tắc. Còn chỗ Xchút này nó là vật được chiếu sáng. Thì mình rõ nói sâu về Xchút này thì mình tích vào Xchút. Khi mình đó có V-Ray thì mình đang ở mục nha, mục Xchút đây. Ừ, ở bên này thì nó là khối bốc 1, khối bốc 2, khối bốc đến teleport 1 và teleport 2 đến bên này. Nghĩa là ở bên này khi mình đã có ánh sáng V-Ray thì bên này là những cái đối tượng được chiếu sáng, còn bên này là bảng bên này thì sẽ là đối tượng không được chiếu sáng. Đó, kẹo nữa khi làm thì mình sẽ chỉ rõ hơn một chút. Khi mình làm gương kia thì mình sẽ không cần chiếu sáng những đối tượng gì. Ví dụ như mình giả lập một cái môi trường bên ngoài nó là sông suối đó, mình không muốn cho cái thông số nó áp vào gương nhìn nó xấu thì mình có thể là tích vào đây để cho nó sang bên này thì nó sẽ không được chiếu sáng nữa, cái con suối nó không được chiếu sáng trong mặt gương nữa. Ví dụ như ở đây khi ở đây nó vẫn đang là x chút, khi ở đây nó đang là x gì mình cứ đọc là x chút quen mồm rồi. X chút thì bên này sẽ là đối tượng bên này thì sẽ là những đối tượng được chiếu sáng, còn bên này là những đối tượng không được chiếu sáng đúng không? Còn khi mà mình tích vào đây, khi mình tích vào đây thì những cái đối tượng bên này là những đối tượng được chiếu sáng, còn những đối tượng bên này là những đối tượng không được chiếu sáng nhé. Rồi, ok. Thì có mỗi mỗi một cái bảng bảng khi mỗi cái một V-Ray, ví dụ như mình vẽ ở đây cái này thì những cái bảng này thì những cái đèn này thì nó có một cái bảng đấy riêng, cho nên là mình sẽ hiệu chỉnh riêng. Nên bây giờ mình nói từng cái một nhé. Ok, chọn V-Ray tiếp theo đang list ở đây, các bạn không quan tâm với này, mình quan tâm đến cái mục multi clipper color đúng không, và mục đây là kích thước của nguồn sáng. Rồi cái chỗ này thì các bạn học shop hay là gì cũng biết, học những buổi trước thì phải bạn đi mắc không lạ gì về cái kích thước này đó. Đây là kích thước nguồn sáng rồi, đây color là màu của cái tia sáng của cái nguồn sáng đó. Multi ở đây chính là cường độ ánh sáng, mình thường đổ cường độ ánh sáng ở đây nó không được 30, nó phải giảm hơn nhiều. Thường thường ánh sáng bình thường mình chỉ là ánh sáng của đèn điện, ánh sáng của đèn thì để là 6, ánh sáng của môi trường hắt vào thường để từ 3 đến 4. Tức là ánh sáng nếu mà mình chọn kiểu như là ánh sáng giả lập của môi trường cái gì nó hắt vào công trình thì dùng 3 đến 4. Còn ánh sáng của đèn điện hay là đèn sợi đốt hay là đại loại như là những cái bóng điện bình thường chỉ là độ 6 đến 9 thôi.
như để mười mấy hay là 30 thì nó sẽ bị cháy hình đúng không? Colo là màu rồi đúng không? Hai đây size đây là kích thước nguồn sáng rồi đúng không? Đây, chiều rộng chiều dài đúng không? Còn đây chủ yếu là mình sẽ đến cái bảng này, opposition này là cái mà mình quan tâm nhiều nhất đúng không? Thì cái này nó chỉ hiểu thôi, các bạn làm nhiều thì sẽ nhớ. Castado, Castado nó chính Castado nghĩa là cho phép đổ bóng sáng, thì cái này luôn tích ở đây rồi thì các bạn không 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 nếu muốn nhớ cũng được. Castado nhá, Castado chính là cho phép đổ bóng, nghĩa là cho phép cái ánh sáng này chiếu lên một cái vật thể ấy. Ví dụ như mình làm ở đây nhé, mình cho ở đây đó đúng không, mình tích ở đây đó. Mình tích ở đây chọn đây nó chỉ là 6 thôi, 9 đó. Ok thì các bạn đây mình nếu mà mình tích vào Castado nhé, các bạn nhìn xem này, ví dụ như ở đây mình tích vào chỗ Castado rồi, bây giờ mình không bỏ tích nữa xem nó có nhá. Bây giờ mình nhấn render, render này đó, thì nó sẽ không có đổ bóng, thì ở đây nó chỉ chiếu sáng trên vật thể mà nó không đổ bóng đúng không? Đó. Rồi ok đó, khi mình tích vào đây mình tính vào Castado mình thường mình F10, sao mà nó lại nặng thế nhỉ? Rồi ở đây mình khi mình tích vào Castado bây giờ mình nhấn F10 thì các bạn xem lại đó, nó có đổ bóng đúng không? Ở đây nó có đổ bóng ở đây đúng không? Đó chính là cái chức năng của cái nút này, nó chỉ tích thôi, các bạn chỉ tích vào thôi, nó không có cái số thông số gì khác đâu. Cái thứ hai đó là double inside, thì cái này nó chính là chiếu sáng hai mặt bình thường ở đây. Vậy mình chưa tích vào cái này thì cái mặt plane này, tức là cái ánh sáng plane này, ai mình quên cho nói rõ, thì ở cái chỗ triple ở đây chỗ là cái loại nguồn sáng, ở đây nguồn sáng thì các bạn có thể chiếu sáng như ví dụ như bóng đèn tip thì nó chiếu sáng như là một cái mặt phẳng đúng không, mặt phẳng bé làm ngang và dài. Thế còn những cái bóng đèn sợi đốt thì nó phải chiếu sáng dưới dạng cầu đúng không, nó tỏa sáng dưới dạng cầu, nó không bị chặn gì cả. Thì ở đây có nhiều loại đấy, thì ở đây thì nó là plane và shape, thì mình hay dùng hai cái loại này, mình giải thích hai cái loại này thôi. Plane tức là mặt phẳng, shape tức là chiếu sáng nó tỏa sáng dưới dạng cầu thôi nhá. Ok ở đây mình chọn plane thì mình tiếp tục, còn những cái shape thì vẫn thế thôi. Ở đây khi mình chọn cái tấm này đúng không, đó là cái mặt plane này, nó chiếu sáng từ trên xuống dưới đây, mình cho cao một chút đúng không, cao một chút vào trong một chút. Rồi như thế này chẳng hạn đúng không, mình ở đây thì tôi đã như là đây đây các bạn thấy ở đây đây cái mục này. Tiếp tiếp theo vừa mình nói là double inside là chiếu sáng hai mặt đúng không, tức là cái mặt plane này, nó đang chiếu sáng một mặt, nó chiếu sáng từ góc này đúng không, nó góc bạn các bạn nhìn thấy cái chiều này chưa, đó cái chiều của mũi tên này, đó, cái mũi tên này đang chiếu sáng từ đây, nghĩa là cái ánh sáng nó chỉ hất từ mặt plane xuống cái mặt này, rồi ánh sáng đằng sau của nó là chỉ là cái ánh sáng phản xạ từ cái vật thể ở bên dưới này, nó phản xạ lên trên sau cái tấm plane. Thì bây giờ mình muốn cho cái plane này nó sáng cả mặt đằng sau nữa thì mình tích vào đây. Mình nhấn render cho bạn xem nhé. Ok mình xịt nhé đấy. Render. Đây mặt sáng đây các bạn nhìn bên bên đằng sau nó không phải là chiếu sáng mà nó là bị hắt vào đúng không? Ok. Thế bây giờ mình tích bỏ cái này đi thì nó sẽ không có ánh sáng nữa làm sao nữa đây. Đó các bạn hiểu chưa, nếu khi mình không tích vào cái này nó kiểu như là một cái đèn mà mình, hay là bạn nào hay đóng phim nó hay làm phim thì rõ, nó kiểu như là cái đèn chiếu thôi. Ok thì cái này thì tùy theo trường hợp mà mình tích vào thôi, còn đối với trường hợp này thì mình cũng có thể là mình tích, nhưng mà mình tích khi mình đặt ánh nguồn sáng này quá gần với sàn thì nó sẽ bị cháy sàn cho nên mình sẽ không tích. Tiếp theo đó là invisible, thì cái này mình nói tiếng Anh hiểu rõ đâu, cái này nó chính là ẩn nguồn sáng khi render, tức là sao với các bạn render đúng không, các bạn thấy mình render ở đây nó có nguồn sáng trắng này, nhưng bây giờ mình chỉ muốn cho là cái đấy nó sáng xuống thôi,
như là ánh sáng nó đột nhiên nó hất từ trên trần xuống, chứ nó không có ánh, nó không có cái tấm trắng xóa như ở đây nữa, nó không có miếng trắng xóa ở đây nữa. Cái này nó chính là nguồn sáng, đúng không? Thì bây giờ mình tắt nó thế nào, mình tích vào đây, bây giờ mình render thì nó sẽ không còn nữa, đúng không? Đó, nó là vậy đấy, đơn giản vậy thôi. Tiếp theo cái mục Argon này nó là luôn tích rồi, mục Argonize Nonan đây. Cái mục này phải nói sao nhỉ, cái mục này mình chẳng quan tâm mấy, thì mình nó luôn tích rồi. Ở đây sau này sẽ có bài V-Ray nâng cao thì mình sẽ loại hơn. Low decay ở đây nghĩa là gì? Low decay nghĩa là không suy giảm, nghĩa là anh chỉ sử dụng cái này đối với ánh sáng mặt trời. Tại vì sao? Nghĩa là không suy giảm cái nguồn sáng nó chiếu trên, chiếu như này, ví dụ như mình tích vào đây thì đây nó sẽ trắng trắng, nó không suy giảm một chút nào cả. Đây, cái này sử dụng khi mình dùng ánh sáng mặt trời thôi, nhưng mà ánh sáng mặt trời chả bao giờ dùng đến V-Ray Plane mà lại cho không suy giảm cả, đúng không? Nên cái mục này không quan tâm, bỏ. Tiếp theo nó là hai mục dưới này, Strong Ingredient Map. Đây, cái mục này thì mình không nói tại vì cũng không dùng đến. Tiếp theo là mục Strong Will Ingredient Map. Thì cái mục này có nghĩa là tính toán lội si cho kết quả mịn render nhanh nhưng dễ bị mất chi tiết. Chi tiết đúng không? Chỉ dùng khi giả lập ánh sáng trong môi trường hay khung cảnh ít chi tiết nhỏ. Tức là sao? Cái khi các bạn tích vào cái này thì nó khi nó render thì nó render làm mịn rất nhanh, làm mịn những cái vùng ánh sáng rất nhanh, nhưng những cái chi tiết thì nó dễ bị mất. Đó là những cái chi tiết mép góc này. Đó. Thì nó dễ bị bay hình đúng không? Thường thường nó làm mịn cái gì mình không phải làm nhiều. Ở đây mình sẽ tích, mình cho render thử luôn. Ok. Render. Đấy, thế nhờ. Đợi tí. Mình vừa tích vừa quái gì. Color 9. Ở đây là tính toán độ si, thì chắc là tính toán độ si ở đây tích vào đây thì nó ánh sáng của nó quá yếu cho nên là nó sẽ bị ấy mất, nó bị mất nguồn. Mình tăng 30 thật thôi. Bây giờ mình lên đưa xem. Ô, thế sao lên xì nhỉ? Hiểu đấy. Tính toán độ si. Ở đây. Tính toán độ si. Chết tiệt nhỉ. À đúng rồi. À, mình nhầm, cái tính toán độ si nó chỉ là chạy khi các bạn bật, gọi là bật chế độ setting V-Ray lên thôi. Còn bình thường là khi ấn vào đấy thì nó cũng không có đâu. Đó. Bây giờ mình sẽ bật cái setting V-Ray lên để các bạn xem nhé. Ví dụ như mình tích vào cái mục vừa quẩy đó là mục Storm View đó. Thì ở đây các bạn chưa học đến tại vì buổi sau mình mới nói đến thì mình sẽ nói rõ hơn về cái đấy. Tức là mình phải bật chế độ này là on này. On tức là V-Ray đang chạy on thì cái chế độ đấy nó mới chạy đúng không? Thì nó mới có. Đúng không? Rồi. Tiếp. Nói mỏi mồm phết. Tiếp ở đây đó là After Effects Diffuse cho phép ánh sáng ảnh hưởng đến màu sắc của đối tượng. Đó. Thì ở đây ví dụ như ánh sáng của mình ở đây đó là ánh sáng trắng rồi, mình đặt ở đây đó là màu trắng. Ví dụ mình không đặt đến màu trắng thì mình đặt thêm màu vàng đi. Ok. Ví dụ như bây giờ mình sẽ cho toàn bộ công trình của mình sẽ làm bằng vật liệu trắng nhé. Rồi mình quên. Bây giờ mình sẽ áp cho nó một cái vật liệu màu trắng. Ví dụ ở đây mình sẽ áp cho công trình của mình một cái vật liệu gọi là vật liệu màu trắng. Cho loại đúng không? Bạn đợi tí nhé. Mình tìm chả thấy cái thư viện màu trắng chưa tiệt đâu. Ở đây. Ví dụ mình áp cho nó một cái vật liệu màu trắng thì mình sẽ áp lên nha. Ví dụ này.
Ok, mình quay trở lại. Nguồn bây giờ sáng chưa? Khi mình áp vật liệu nguồn sáng. Nguồn sáng kinh khủng luôn đúng không? 30 trở sáng. Ok, mình đặt công trình này đúng không? Khi cái công trình này của mình cho là mình do là vật liệu của nó đều là màu trắng hết, tức là màu trắng hết. Mình nhấn render. Thử xem. Quên, nếu mà áp vật liệu thì mình chưa bật set tút lên thì nó sẽ đen xì toàn màu đen này thôi, nên mình sẽ bật lên nhé. Từ từ các bạn, đợi mình cài đặt một chút thôi. Sau mình sẽ nói sâu về cái này hơn. Rồi. Rồi, đây mình nhấn lên đâu thử xem. Thì công trình của mình nó toàn màu trắng thôi đúng không? Toàn là màu trắng thì nó bị bay hình này. Vừa ấy mình tích vào cái mục mà Storm View đâu thì bạn nhìn đây, vào từ Solidity Edition Map đó. Thì cái hình của mình cảm thấy cái khối hộp nó bị bay lên trên ở hay là ở dưới nó có gì đỡ đó. Đấy là do cái lệnh đấy. Bây giờ mình bỏ, mình sẽ render lại một lần nữa. Ok, sẽ thấy sự khác bọt. Khi mình làm vừa làm này, các bạn có thể vừa bật mắt lên vừa xem và vừa thực hành theo, sẽ nhớ nó rất là nhanh đó. Trước kia mình thế đúng không? Đó, nó rất là dễ đúng không? Đúng chưa? Nó khác với lần trước rồi, nó không bị bay mấy đúng không? Nó ít đi hơn rồi. Sau này mình còn cài đặt ra rất là nhiều cơ mà. Rồi, ok, đây nha. Affect diffuse ánh sáng ảnh hưởng màu sắc đúng không? Ánh sáng ảnh hưởng đến màu sắc của đối tượng. Tiếp theo đó là affect specular. Thì đây chính là specular đây. Mình đã tích vào rồi, tại vì những cái này mình luôn tích vào, mình không bỏ ra. Specular thì đó là cho phép ánh sáng ảnh hưởng cho phép nguồn sáng hiển thị trong phần cao quang của vật thể. Vật thể chỉ dùng với những nguồn sáng thực, tức là sao? Tức là ở cái xuyến này nó phản xạ thì cho nguồn sáng, nghĩa là cho phép nguồn sáng của nó phản xạ lên cái vật của nó, nghĩa là phần sáng nhất của vật thể. Thì cái này mình chỉ nói thôi nhé. Còn bây giờ thì tìm những cái ảnh đấy thì mình không có đúng không? Mình chỉ hiểu là mình làm thế thôi. Mới lại mình làm video này mang mục đích là chia sẻ và để mình giúp này, sau này mình đi làm mình có thiếu sót gì quay trở lại là mình ấy thôi, chứ không mang mục đích thương mại gì nhá. Đó, bạn nào thích thì xem, có không thích tắt đi. Rồi, ok, tiếp theo đến mục artifact reason đúng không? Mục này là cho phép nguồn sáng hiển thị trong phần phản xạ của vật thể. Thế là chỉ dùng với nguồn sáng thực đó. Chỉ dùng với nguồn sáng thực thì mình phải tích những cái này đó. Cái trên vậy, điểm cái trên thì là điểm sáng nhất của vật thể, còn cái dưới là cho phép nguồn sáng hiển thị trong phần phản xạ của vật thể. Ánh sáng nhé, trong phần nguồn hiển thị, cho phép nguồn ánh sáng hiển thị trong phần phản xạ của vật thể. Trước đó là phần cao quang. Cao quang tức là phần sáng nhất của vật thể, tức là có những, các bạn nhìn đấy, có những vật mà nó lóe sáng, ví dụ như những vật như nào này, mình giải thích như là những vật mà nó lóe sáng đúng không? Vật thể, bây giờ mình vẽ cái của từ từ đã, mình kiếm một cái gì đó người ta gọi là chai sành đi, xem nào, mình tìm ra đó. Ví dụ ở đây mình sẽ chỉ cho, con này đẹp quá. Ví dụ như ở đây, vòng này ở đây chính là nguồn sáng nhất của vật thể này. Đó chính là điểm sáng nhất của vật thể, chính là phần cao quang ấy. Đó, chính là nguồn sáng mặt trời của mình màu như ở cái quả bưởi này nó đang là màu trắng đó, thì là nguồn sáng nó màu trắng thì nó đang phản xạ vào đây là màu trắng. Còn tiếp theo, còn cái lệnh này của mình
Đây. Đây là After Effects Reason. Thì cái lệnh này chính là cho phép nguồn sáng hiển thị trong phần phản xạ của vật thể đó. Thì cái đấy vừa với là nguồn sáng hiển thị đó. Nên nó như nhau. Rồi đấy đi thì sau này mình tích bỏ cái này đi. Ok. Sáng thực. Đúng không? Ở đây thì còn tiếp là cái bảng này. Bảng này ở đây bảng shape ở đây chính là shaping là cái gì ấy? Mình chỉ nhớ mỗi sắc bit nó là độ mịn thôi, còn những cái dưới thì là mặc định trả ra động đến. Thì động đến sau này chủ yếu là mình sẽ động vào cái này, động vào cái bảng này, toàn bộ cái bảng này mình sẽ học động vào toàn bộ cái bảng này là chính, còn ngoài này thì ít lắm đúng không, ngoài hiệu chỉnh ít đúng không, ngoài mấy này thêm cái này nữa đúng không, hiệu chỉnh ít thôi. Rồi ok, xong phần plane tức là ánh sáng, nguồn sáng dạng mặt phẳng đúng không. Tiếp theo đó chính là V-Ray AES. Thì ở đây mình sẽ làm một cái V-Ray AES luôn. Ở đây mình tích vào đây, mình chọn V-Ray đúng không, mình chọn vào tích vào chọn V-Ray AES. Khi mặc định khi các bạn tích V-Ray AES, khi các bạn tích vào V-Ray AES thì nó hiện ra một cái bảng như thế này đúng không. Thì ở đây cũng enable nó cũng là bật tắt V-Ray, cũng là vật để chiếu sáng ở đây. Còn chỗ cái chỗ mà chọn để chiếu sáng hay không chiếu được cái vật chiếu được chiếu sáng và vật không được chiếu sáng thì nó vẫn là extruder đây đúng không, nó vẫn như cái bảng V-Ray 9 như vừa cái mình giới thiệu thôi. Còn V-Ray này cái đặc điểm của nó là mình phải chọn cái file mà mình ấy lên đúng không, chọn cái file file V-Ray này như mình vừa cái mình giới thiệu thì nó sẽ đây. Đây nó chỉ chọn này, ví dụ như mình chọn cái VAS số 5, mình thả vào đây, mình thả vào chữ Lolan này. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn tích vào chữ Lolan đó, cái chữ lộn đó, các bạn tích vào đây, tích vào chữ lộn xong tìm đến cái file mà mình chứa cái video đó. Đó ví dụ như ở đây thì mình sẽ tìm đến cái file mình chứa đây, đêm mắt VAS. Ở đây mình chọn một cái file, mình chọn chữ open, ở đây nó hiện ra số 6 rồi. Khi mình chọn rồi thì nó hiện ra số 6, thì bên mình chỉ việc cho đây, mình tích cái đây đó thì nó đang sáng, mình rotate nó hơi to. Ở đây là do tại sao là nó sáng chói này, vì do nguồn sáng của nó, ánh sáng nguồn sáng của nó đang quá mạnh đúng không? Thì cho nên sáng trắng thì mình tích vào đây. Khi chọn nguồn sáng rồi mình tích vào đây để hiệu chỉnh thông số của nó. Enable là bật tắt đúng không? Sau đó xuất bit là hiển thị nguồn sáng đó. Ở đây tiếp theo mùa cái cuối cùng nó power. Đây mình quan tâm đến cái này có chính là gọi là quên nhưng mà sao đâu đâu thì đấy gọi là cường độ nguồn sáng nhé. Ví dụ cường độ nguồn sáng mình thường giảm xuống khoảng độ bao nhiêu nhỉ, khoảng độ 5 5 hay là 20 tùy nhé, tùy từng máy cài, máy của mình chả biết được, tại vì trước mình thử rồi sao bây giờ lại cao thế, để rõ đấy. Rồi đây mình chọn line. Các bạn tích vào biểu tượng trên này, tích vào biểu tượng line này thì nghĩa là mình khi mình quét mình chọn gì mình chỉ chọn được ánh sáng thôi, không chọn được những vật thể khác đúng không. Mình thì ở đây
Ở đây đó, nguồn sáng nó quá mạnh, mình thử rendering cho bạn xem nhé. Nó bị cháy hình. Đó, ở đây mức suy giảm nó đã bị cháy hình rồi. Thì ở đây cứ nếu mà nó bị cháy thì các bạn cứ giảm thôi. Mình cái thông số là mình dùng ít cái V-Ray này lắm, cho nên là mình cũng không không rõ lắm về các thông số mình hay dùng. Ở đây mình click vào đây. Color. Color ở đây là màu rồi đó. Những cái bảng này tương tự như ở đây. Mình sẽ nói rõ hơn về cái bảng này. Khi tích vào đây thì nó có hiện ra cái bảng này. Đây tức là vị trí của cái V-Ray đấy, cái V-Ray EAS đấy nó nằm ở đâu. Ở đây là V-Ray nó nằm đâu đúng không? Tiếp theo nó là mục Cast Shadow. Cast Shadow ở đây tức là cho phép đổ bóng. Ở đây cũng thế. Đây các bạn tích thì thấy rất rõ ở màn hình này. Nó có cho phép đổ bóng hay không, đúng không? Tiếp theo là After Effect Diffuse. Ở đây là cho phép ánh sáng ảnh hưởng đến màu sắc của đối tượng. After Effect PSQL là tương tự như bên kia thôi. PSQL ở đây thì nó ở đây, diffuse ở đây là cho phép ảnh hưởng sáng của vật thể này. Ở đây PSQL nó là cho phép nguồn ánh sáng hiển thị trong phần cao quang của vật thể. Kia cũng thế. Cái này cũng vậy thôi, đúng không? Đây color. Thì ở đây cái này mình quan tâm duy nhất mục đó là mục chút. Ở đây mình nói rồi, và mục power ở đây nó sức gọi là đây, đó là cường độ đúng không? Nhưng không phải làm đây, hay là do cái này nó cao quá. Đấy, sao rõ cái quái quỷ này nó làm quá. Bây giờ mình thử render thôi mà. Được chưa? Nó vẫn hơi sáng sao ấy, còn phải cho nhỏ hơn nữa ra. Ở đây mình có cho 8 tại vì trước mình có một lần mình nhớ là mình cho tận một mấy nghìn thông số mặc định là mười mấy nghìn. Không sao. Đó, nó sáng như vậy đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó như này thì mình hiệu chỉnh nhiều rồi nó sẽ đẹp đi thôi. Đó. Đây không không phải đâu. Đây là do mình áp vật liệu cho số này nó bé thôi mà nó đã sáng như này rồi. Nếu mình chưa áp vật liệu cái số này nó phải lên mấy trăm hay là mấy nghìn thì nó mới đạt được ánh sáng, đúng không? Thì sau khi mình áp vật liệu ấy thì nó có một cái bảng hay là một cái mười gì đấy để mình chỉnh được cái độ sáng của vật liệu nữa, đúng không? Như thế này là mình áp vật liệu trước là hơi sai lầm, gọi như thế thôi. Mình hiểu hiểu về cái ánh sáng hôm nay, buổi hôm nay thì mình bài tút này mình chỉ hướng dẫn về về các chỗ mình học thì nó được giải thích như nào để mình thực tập, mình thực hành thôi. Tiếp theo đó chính là ánh sáng V-Ray, là ánh súng chùm rồi đó. Tiếp theo đó là V-Ray săn, đó là V-Ray ra ánh sáng mặt trời. Rồi, ví dụ như mình chuyển sang mặt top, mình tích vào chỗ V-Ray săn, mình lấy một cái ánh sáng mặt trời chiếu vào công trình. Yes. Ở đây nó hỏi, ở đây đặt cái ánh sáng mình đây. Ví dụ như đây là cửa sổ đúng không? Đây là cửa sổ mình muốn một ánh sáng nó chiếu ngay vào số video. Mình chọn đây. Chọn đây. Ở đây nó hỏi như nào? Nó hỏi would you like horizon and the V-Ray size. And V-Ray size các bạn nhớ từ V-Ray size và map. Tức là nó hỏi mình có đặt luôn giả định cho môi trường không? Mình thấy có. Đó. Nó hỏi hai lần thì mình chả biết nó làm quái gì. Rồi, ok. Thì ở đây mình chuyển về mặt top nha, mình cho cái ánh sáng nó chiếu làm sao đó. Nó tích từ đây. Đó, nó chiếu vào đây, từ mặt trời nó chiếu vào đây. Hình dạng mặt trời nó cũng chiếu như này. Mình không cần thiết là phải cho xa quá đâu, nó tương tự như này là được. Đây mình tích vào đây cái bảng thông số đấy, enable nó cũng làm bật tắt. Cái visible nó ẩn nguồn sáng đi lên nơ. Affect diffuse nó cũng là tính toán. Effect diffuse nó cũng cho phép ánh sáng ảnh hưởng đến mùng cao quang của vật thể, ảnh hưởng đến màu sắc của vật thể. Và ở dưới là Effect PSQL thì nó cũng là cho phép ánh sáng hiển thị, đúng không? Cho phép ánh sáng hiển thị trong phần cao quang của vật thể. Tiếp theo đó là Tribal. Ở đây cái mục này chính là hiệu ứng của môi trường dao động từ 2 đến 20. Thì thường thường thì là nghĩa là cái số liệu này càng nhỏ thì môi trường của nó càng có xu hướng trong xanh, tức là nó là mình khi mình render cho những cái công trình
cổ à, cái công trình mới như là công trình thời hiện đại này thì mình sẽ để của nó khoảng độ thấp, càng bé càng thấp càng tốt đúng không? Nghĩa là từ khoảng độ từ 2 cho đến 5 thôi, hay là 2 cho đến 6 thôi. Còn đối với khi mình đặt từ 6 hay là gọi là đặt cái này nó cao ấy thì nó càng lớn, thì cái thông số này càng lớn thì môi trường của nó càng có xu hướng vàng và trầm đúng không? Vàng và trầm, trầm và vàng, rất là vàng và trầm. Rồi tiếp theo, mục tiếp theo đó là mục Intensity Multiplier, thì đó đây chính là cường độ của nguồn sáng mặt trời. Thường thường cường độ của nguồn sáng mặt trời thì mình thường nhỏ, tức là tỷ lệ 1 trên 30 ấy, thì mình sẽ chia cho 30 lần. Ở đây nó là một rồi ạ. Thì mình chỉ lấy khoảng độ từ 0, thường thường là mình vẫn ánh sáng mặt trời bình thường nó là 0,5. Mình có đọc từ 0, mình nghĩa là cái thông số này nó chỉ di chuyển từ 0,3 cho đến 0,5, 0,6 là cao. Đó, ánh sáng mặt trời nó chỉ vậy thôi. Size multi ở đây, size multi ở đây nó là cái kích thước nguồn sáng. Đây. Thì mình tăng số size multi lên. Rồi, các bạn nhìn đây, nhìn cái vạch trắng bên ngoài đó nó chạy ra. Nhìn rõ hơn ở bên trên này. Đó, nó chính là size multi đây. Kích thước của nguồn sáng. Kích thước của nguồn sáng. Ở đây là shadow subbit. Shadow subbit ở đây nó chính là độ mịn của bóng rổ. Thì thường thường cái thông số này mình để nó là 32. 32 nhá, khi mình đang ấy này thì mình không ấy đó. Không động vào nó tránh rắc rối. Đây là shadow bias thì mình không mình vẫn chưa biết cái thông số này nhưng không quan tâm. Tiếp theo ấy nó là cái chỗ photon. Photon đây. Ôi vừa bật nhầm cái gì rồi. Tiếp theo là cái bảng lẫy chuốt này nó cũng tương tự như là VRAY9 và VIES thôi nhá, nó còn giống nhau. Được rồi. Thế này thôi. Hôm nay bọn mình hướng dẫn chỉ đến đây thôi. À, ví dụ như ở đây mình chọn là 0,05 đâu, 0,05. Ok, mình enter. Đó, bạn vào đây đây. Đây. Mình chọn là xem. Đó, các bạn bật lên render lên. Cái lại. Nhớ đừng áp vật liệu nhé, khi các bạn không áp vật liệu thì ánh sáng nó sẽ chuẩn hơn, còn đây mình áp vật liệu nó sẽ bị ấy vì mình bỏ vật liệu ra. Bỏ vật liệu ra. Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ render bạn xem. Đó, thì lúc này ánh sáng của nguồn như này thì nó sẽ là ánh sáng thực khi mình cài này. Đó, đó như vậy nha. Ngon, nhìn đồ nó khá đẹp. Nhưng mà do cái ánh sáng nguồn kia mình để sáng quá. Ánh sáng mặt trời hắt ra từ bên ngoài nó không át được vào đây. Các bạn nhìn đấy. Đây sự chiếu sáng của ánh sáng mặt trời. Ngon. Đây ánh sáng mặt trời đây. Đấy, đây là bóng đổ của cái ánh sáng này. Đó, ánh sáng bên góc này mình chiếu. Rồi. Ok. À, đây mình sẽ làm một đoạn về hướng dẫn với các ánh sáng kia vậy. Ok. Mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cùng render một cái bài về xuyến trên mạng thì mình tìm hiểu nhiều rồi. Nó toàn render bằng tiếng Anh thôi. Chứ nó không bằng tiếng Việt đúng không? Thì đây mình sẽ làm bằng tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu. Đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái plane, gọi là cái lần. Mình nhấn vào đây, mình chọn variable là mình chọn chỗ V-Ray. Xong bắt đầu V-Ray mình chọn tích chữ plane. Ở đây mình chọn là plane. Thì ở plane đây là gì? Khi mình bất kỳ mình render một cái gì nhá. Mình tắt cái G. Ở đâu mình để cho được G đây. Mình vẽ một khối bốc vào đây. Mình trở về standard. Trở về standard, mình chọn mình vẽ một khối bốc à đâu, mình vẽ một cái gì nó ý nghĩa một chút, cái vẽ một cái này. Rồi, ok. Mình vẽ một cái này. Thì khi mình render ra. Mình nhấn từ từ đã. Đây đợi mình cài đặt một chút. Cái này. Đi đây đây. Đây là on. Ừ.
Ok, mình thử render xem. Chả có quái gì đúng không? Mình tại vì mình chưa đặt ánh sáng mà nên nó làm gì có cái gì. Và mình đã tích chọn V-Ray rồi. Ở đây mình đã tắt V-Ray đi. Khi mình render nếu mà không có plane nhé. Mình ví dụ như mình không có tấm plane này. Mình chọn V-Ray. Ví dụ mình không có tấm plane này. Khi mình chọn một cái sườn rồi. Bây giờ mình vẽ một cái sườn đây mình render ra nhé. Nó chỉ có cái sườn đen xì thôi đúng không? Nhưng bây giờ mình có một cái là màu lên. Chẳng nhẽ mình lại đi vẽ từng cái tấm plane một này. Mình cho đây này mình vẽ tấm plane một đúng không? Đó, sau lại ngồi đây render render tự nhiên nó tạo ra hình một cái mặt bàn, nhưng đây là mình muốn nhé, muốn một cái xuyến này nó làm trên cả một cái mặt sáng dài, nó phân ra giữa hai cái nền trời thôi đúng không? Ok, nên mình đen cái plane này đi, mình muốn đấy mình tạo ra, mình nhấn vào chỗ đây, mình chọn vào đây, mình chọn chỗ này, mình chọn chữ Parade đó, vào đây mình chọn plane, vẽ đây tạo ra một cái tấm plane. Khi mình render lại một lần nữa mình sẽ lại cho bạn xem. Ok, chưa không? Nó làm một cả một cái tấm plane trải rộng cho đến đây, trải rộng khắp, nói chung là nó tạo ra mình cho mình một cái đường chân trời, mình không phải vẽ nhiều. Thế đó là ý nghĩa của cái tấm plane này. Nó trên mạng nó hướng dẫn thế nhưng nó bằng tiếng Anh, mình xem các bạn mình học ấy rồi thì mình biết lên là một số bạn thì xem mình tiếng Anh thì nó cũng ngao ngáo, xem phụ đề thì nó dịch phụ đề nó như là cái củ quạt ấy. Rồi về cái này mình tăng độ mịn của nó lên nhá, để tẹo nữa lên đưa ra cho cái ngon. Rồi, ok rồi. Tăng độ mịn rồi, ok bây giờ mình áp vật liệu cho nó. Đó, khi cái này mình áp vật liệu cho đi đây 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 MTL đi đây MTL đây đầu tiên màu nó mình sẽ cho là tông màu sáng sáng sủa một chút. Xuyến màu gì xuyến xem nào xuyến này xem nào đây màu này cho xuyến màu này ở cái bảng này ở đây diffuse ở đây chính là màu của cái map đây. Tiếp theo nó có hai cái mục mà mình cần chú trọng ở đây. Ở đây đó là relay, ở đây đó là quê, ở đây đó chính là ở đây mình quan tâm hai mục reaction và reaction này. Thì cái này cái đầu tiên này nó chính là cái đầu tiên nó chính là độ nghĩa là độ phản xạ của vật thể. Cái thứ hai đó là độ trong suốt của vật thể, nghĩa là cái này màu đen tức là không phản xạ. Cái reaction thứ hai này, cái này thứ hai, cái này thứ nhất. Reaction thứ nhất này tức là nó là độ chọn độ phản xạ của vật thể. Khi nó màu đen tức là không phản xạ gì, màu trắng tức là phản xạ 100%. Còn cái thứ hai cũng tương tự, nó là màu đen thì nó sẽ không có, thì màu đen tức là không trong suốt, còn màu trắng nghĩa là 100% trong, tức là thì trong suốt nó là như nước ấy. Ví dụ như mình chọn cái này mình áp luôn vào vật vật nữa nhé thì các bạn dễ nhìn đây, áp như này màu hơi xấu đó, cho lại màu tí đẹp đẹp. Ok xuyến này không thật mấy nhỉ, xuyến là màu này bây giờ nhỉ. Ôi thì kệ mẹ vậy. Rồi ngoài mình tích vào đây, mình đây là độ phản xạ của cái xuyến, mình cho phản xạ một tí thôi, một chút thôi. Ok tiếp theo là một phần trong suốt, nếu mà mình muốn làm cái xuyến mà nó bằng thủy tinh đó trong suốt thì đây mình trong mình cũng trong vừa vừa thôi, nó không đến nỗi trong quá không quá. Ok bây giờ mình thử render nhé. Đó thì nó trong cái này đấy, thì cái này là màu nó là trong, có một chút phản xạ từ môi trường và bên ngoài đó. Đó nó trong như này. Tiếp đến là mình chọn cái màu quá quỷ. Ok thì ở đây mình sẽ không làm cái kính trong trong sau và mình sẽ làm cái bình thường thôi. Cái mới đầu mà các bạn nhìn nó thô này thì các bạn tăng cái phản xạ của nó lên thì cho nó kiểu như là nó đang bị một cái lớp mỡ nó dính vào đấy, nó đẹp đúng không?
tăng độ phản xạ cho lên ok một tí. Rồi cái màu nền video thì tạo mình lên, mình tạo ra một cái màu nền nhìn cho nó bắt mắt tí, nhìn khủng khiếp quá. Được rồi, mình thử render nhé. Đó, bạn thấy chưa? À, nó có một chút bóng đúng không? Bóng từ môi trường vào. Nhưng chưa đủ thì mình lại thêm. Chỗ này, ví dụ như cái này, mình tăng thêm độ bóng của nó lên. Còn cái vật này, tức là lền của nó cũng có độ bóng của nó. Lền của nó có độ bóng, mình cho đây. Ok, bây giờ mình render thử. Đó, bạn chưa cảm thấy những cái xuyến nó đang đặt trên một cái mặt kính đúng không? Rồi ok, bây giờ làm nào cho nó đẹp lung linh được nữa thì đẹp lung linh nữa thì mình phải làm thêm ánh sáng thôi đúng không? Thì mình đây mình tạo ra một cái tấm gọi là một cái plane, mình đây là chọn plane, chọn 6 đi, chọn 6 thôi. Ok, chọn color màu đi, cái này rồi cast down đó. Hai mặt low key các kiểu speed 32 như 32 đấy nhé, chọn ít mình chọn cao quá máy của mình thấp giật. Rồi multi đây chọn 5 rồi, mình tạo ra một cái tấm plane, mình chọn mặt t giật giật rồi, mình tạo mình cho cái xuyến nó nhiều quá nhiều giật rồi. Từ đó cái xuyến này mình chọn vào đây. Rồi. Độ 16 rồi. Nó sẽ không bị giật. Mình lặng quá 20. Nó lặng quá đúng không? Rồi mình vào lại nhé. Ok. Chọn vào tên đây. Rồi chọn mặt phối cảnh. Chỉnh ở đây thì cho thông số là 9 đi. Đó. Đợi một chút thôi, cái mình làm ánh sáng thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ không bị vầng vầng thế là xấu đúng không? Rồi mình làm ánh sáng như thời gian render thì lại lâu hơn rất nhiều. Đó, nó có sự khác bọt. Đó, ánh sáng các bạn tăng nhá. Cường độ mình để 9 thì ánh sáng này nó cũng kiểu như là ánh sáng của cái bóng đèn thôi. Thì để 9, còn vừa nãy mình để 5, mình ý định là giả lập của cái môi trường xung quanh này, màu nền này nó phản xạ một chút vào. Rồi, ok. Đợi một chút là có thành quả đấy mà. Làm này khá đẹp khi các bạn vẽ được rồi, như là vẽ một số công trình đúng không? Ví dụ mình muốn render nhanh hay là mình muốn render đâu có màu trắng không thôi. Những được. Đầu phết tại vì cái máy của mình cấu hình khá yếu. Cả cây có hơn chục triệu. À, máy ông Lào mà khoảng độ 40, 30, 32 chip đua thì quá là ngon, đèn đời này nhanh lắm. Học cái này mà có cấu hình ngon khủng thì thích hơn. À, đó, thì nó chỉ như này thôi. Thì nếu tiếp được cái ô này là hơi quái nhưng đâu, ở à đây đâu phần cao quang là lâu vậy. Đó, ok, như này thôi. Đó là cái thành quả mình vừa làm xong. Thì bây giờ mình nó đang bị chiếu sáng này, nhìn màu nền này cũng đẹp, nhưng các bạn muốn có màu nền trời đúng không? Muốn lên trời thì các bạn vào setting cho mình, vào setting render setup setup đúng không? Chọn cái chỗ này bật on nó lên đây, chọn này Naked Vino. Vino lúc mình render sửa thử ấy, thì Vino cho nó nhanh thôi, mình nhìn thấy. Còn lúc nào render thật mình cho cái đấy là 2. Render thử cái này là 200, còn nếu mà render thật thì từ khoảng độ 800 cho đến 1200, đừng có quá cao nhé, máy cấu hình khủng chả chịu nhiệt đâu. Tiếp theo những cái thông số này
Con số này mình cứ để mặc định thôi, tích vào đây. Ok. Ở đây trời đúng không? Vậy mình nói đến màu trời. Màu trời nhá, ở đây bạn tích vào đây cho mình. Chỗ V-Ray environment này có chữ GI đó, tích vào đây Lolan, bấm vào chữ Lolan tìm V-Ray size. V-Ray size đúng không? Ok. Chọn render thử xem. What the fuck? Dài quái gì? À, cái nguồn sáng vừa vậy, khi chọn video size thì nó quá mạnh, nó sẽ bị cháy hình. Nó mình sẽ không thích video size, mình chọn video size nhưng mà cái hình này video size đây, cái cường độ này mình cho 3 thôi. Ở đây mình lên được. Ờ, thế sao cháy? Sao bị cháy hình nhỉ? Gọi quái gì đâu mà lại cháy nhỉ? Đã đầu mà như nó như sao lại cháy được nhỉ? Phải xịt thật. Rồi đâu tấm tay lên rồi mà. Rồi. Rồi mình nói như vậy thôi, các bạn cứ thử nhé. Nó không phải là ảnh hưởng cái này. Rồi khác. Video sai của nó mà, video sai đi bầu trời mà. Thôi bài mai mình chỉ hướng dẫn đây nhé, các bạn về tự tìm hiểu. Hồi sau mình sẽ làm bài tốt chi tiết hơn về áp vật liệu. Đây bựa vãi tìm nhớ ra rồi.